Lebed nhảy hơi kém, chiều cao tốt mà nhảy có 6-8. Khả năng bật nhảy khá tệ. Van der Sar là một người thủ môn có khả năng bật nhảy tốt hơn nhiều. Đây, nhảy tại 95. Trước khi búp tim thì cũng nhảy được 90. Cao to mà lại nhảy ngon nữa, cho nên là Van der Sar bắt hay. Chưa kể là thầy nhỏ. Trần Hồng Hòa, sâu tay lúc đá đi anh. Ấy. Giờ thì chúng ta có tới 4 tiền đạo trong team này. Xe AM khá nhiều. Vãi quả chơi đồ. Trung vệ gần như không có. 4 tiền đạo chắc phải đá kiểu gì đã. Clivert, Van Tela đều là tiền đạo cắm. Ibra cũng là tiền đạo cắm. Milik mùa này thì lại không hay lắm. Milik mùa này thua mùa gà rán. Mùa gà rán hay hơn. Dusan Tadic, Ismanen. Vị trí tiền đạo cắm tuy đông nhưng lại không có chất lắm. Kể mà con Ibra LH thì nó sẽ xịn hơn, chắc kèo hơn. Té té. Chiến thuật đổi. Cảm ơn Kiệt Dương nha. Kèo mà test đội hình thì hôm nay mình không nhận nữa. Mỗi hôm đá còn thôi. Tuần này FIFA đang quá nhiều, thành ra là bắt đầu tẩu hỏa nhập ma rồi. Đá FIFA nhiều quá. Không có cụ Johan hả anh? Để mà bưng hết được các cầu thủ từng đá Ajax vào một đội thì bao nhiêu cho đủ anh em? Thôi thì nó đủ team Calo là được không? Hantela mùa này sút ngon mà. Đẹp. Vũ Tiến Tinh Hải, em chào xếp xếp đẹp trai như Sơn Tùng biểu tượng Pac-Man. Mùa này thì Hantela dê hơi kém. Đá hơi cứng nhưng mà sút thì như icon vậy. Khả năng dứt điểm như icon của Hantela. Đúng thằng săn. Bóng đá tổng lực. Trời ơi, không có thằng nào đá CM được luôn. Quỳnh Chị, mang Bly lên đá CM thôi anh. Clivert. Milik, tốt. Tốt quá, Clivert. Anh công nhân Clivert. Trái với một vị thần trong FIFA loại 4. Xin lỗi, FIFA Live 3. Clivert xuất hiện như một bậc thần thánh. Thì Clivert FIFA 4 giống hệt của anh công nhân. Trấn Hào, anh đá Kagawa chưa? Kagawa? Ơ, sao câu này quen nhỉ? Đá rồi. Trung bình đấy bạn. For fun. Kagawa thì cũng đã bao giờ làm một cái gì đấy ở bản đồ bóng đá đâu. Chẳng qua là về MU thì nhận được nhiều quan tâm. Tin này phải của anh không? Lâu lắm rồi mình không có đụng đến cái team của mình bạn ơi. Cho nên là những cái câu hỏi như vậy thì thường các bạn sẽ nhận được câu trả lời là không. Nguyên Anh, Hantela tàng hình hả anh? Ừ, Hantela tàng hình. Ui, không được. Vừa nói xong, Hantela đã... Lê Minh Tú, tiền đạo team Chelsea nào toàn diện nhất hả anh? Gullit. Tăng ra Mỹ, em mới tập chơi phô 4 được 1 tháng vừa gặp bạn đá vào được trái xong câu giờ còn nói. Nó do cái game này nó quá dễ đá, các bạn hiểu không? Truyền trọt các thứ nó dễ cho nên là mới dễ câu giờ thôi. Chứ nếu mà bạn mà chơi FIFA 20 muốn câu giờ được, bạn phải trình cao mới câu được. Bởi vì là FIFA 20 nó có một cái cốt là nếu mà các bạn ấy... Vô bạn... Văn Nguyên, anh ơi em đá hoài mà vẫn mô chán thật sự, mặt cười chảy nước. Các bạn cái truyền trọt theo cái dạng vô thưởng vô phạt, cái kiểu truyền câu giờ ấy,
thì sẽ có những tình huống các bạn chuyền hỏng, mà chuyền hỏng là mất bóng. Đấy, mà khi mà các bạn chuyền hỏng mất bóng thì các bạn còn dễ bị ăn phản công hơn. Ở FIFA 20 nó vậy, nó khó câu giờ hơn vì game nó đã có những Nguyễn cái Ngọc bộ Tuấn, code. Đầy đá win còn bị chửi ngu, chửi nghèo, chửi gia đình các kiểu cơ, mặt cười. Cái bộ code chống câu giờ. Còn FIFA 4 này ấy, thì nó lại bị một cái là nó quá là dễ dàng cho cái việc chuyền bóng. Chuyền đâu có cần nhìn mấy đâu mà. Đấy lý do vì sao mà câu giờ nó dễ. Và đúng là cái việc câu giờ thì hiện tại chúng ta rất khó có thể khắc chế được bằng gameplay và kỹ năng. Phát Nguyễn, khó. Anh nên đá CA7LH hay TOTY anh ơi? Cái này rất là khó. Không thể fix bằng gameplay và kỹ năng được. Nó do cái game này nó vậy. CR7LH bạn ơi. Phan Minh Nhật, game truyền dễ hơn FO3. FIFA 3 nó là cái game 8 hướng. Game này là game 360 độ nhưng mà cũng fix lại rồi. Phạt. Sút xong mặt mẹ đần. Ôi thôi sao? Ôi vớ vẩn vãi. Phan Minh Nhật, cảm ơn anh nhiều ạ. Có pen khắm vãi. Kolarov ngon mà, con đấy là thuộc dạng hàng quốc dân rồi, lại kèo trái hàng quốc dân rồi. Kolarov LH, anh em cứ tự tin đầu tư thôi. Ngon, đá phạt ngon, truyền ngon, tạt ngon. Khúc nhau cũng được. À, sút. Minh Huy, bên trái. Bạn đừng xa bay chậm thế. Ấy, sút hụt bóng vậy. Hòa rồi. Đội bạn cũng tìm Hà Lan. Nguyễn Quy, Hưng, bắt đầu từ thế giới một là mặt bắt đầu hầm hầm căng não mà đá rồi. Trời, trận đấu nhìn bất công chưa? Đau vãi, cú sút chính xác duy nhất của đội bạn là quả đá bèn. Dỗi. Đáng ra là lên rồi đấy chứ. Nguyễn Tài Acoustic, gửi kèo test team cho anh Bè thì gửi qua Face cá nhân hay fanpage anh nhỉ? À, thường anh em gửi qua điện thoại bạn ơi. Nhưng mà hôm nay thì mình không nhận. Em không nhận nữa. Có nhiều anh em cũng gửi team nó cũng hoành tráng lắm. Nhiều anh em top VIP gửi nhưng mà bởi vì là nó cũng không có content gì hay ho nhiều nên là mình cũng ngại. Ví dụ như là team Chelsea full cộng 8 các thứ chẳng hạn thì nó cũng thế, nó không mới mẻ lắm. Trần Quế Thiên, ngày mai bảo trì từ 4:30 đến 11:00 nhé mọi người. Ôi vãi. Ôi mẹ cũng đi chút. Có thông báo rồi à? Thế thì mai anh em ta kiếm trò gì chơi buổi sáng các bạn. Sút quả này vào góc này. Tèo 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 tèo. Ibra chân nó to như vậy. Quả này Eriksen sút thì sẽ không vào. Đúng là công nhân. Dê quả ở biên phải gọi là bá con nhà bà đạo. Tạt quả bóng thì thôi rồi lượm ơi. Clive vớt. Phan Minh Nhật, làm sao sút thế vậy anh? Giữ quy mà sút ạ. Quả đấy là giữ quy. Đá phạt mà muốn đóng căng thì giữ quy. Nhưng mà đóng căng thì sẽ khó qua hàng rào. Vấn đề là tình huống đấy đội bạn vứt hàng rào ra. Tưởng là cú sút nó xa. Mưa rơi, mai được. Bảo trì rủi anh ơi. Ok, mình cũng vừa được anh em thông báo rồi. Thank you anh em. Ơ đệt mẹ. Vẫn là siêu nhân Gullit. Đánh quả đầu. Cày quá. Ôi trời ơi, đờ lý. Chọn vị trí ngu như bò. Tưng bừng chào đón mùa bố em. Anh công nhân Clivert
Ở nhịp dứt điểm thứ hai, anh đã ghi bàn. Dương Phạm, siêu nhân Galit mặt cười. Hay không bằng hên, Dusin Tadic. Yo, phanh Rijkaard. Dương Nguyễn, the Lizette Tauti hay VKLS anh? Nếu như mà Honda họ vẫn cứ sản xuất đều con SH19 thì mình nghĩ là nó sẽ rẻ hơn thôi. Mẹ, ăn quả pen tảo lao đéo chịu được. Ăn The Veran, lại một lần nữa dính pen nó chạy đánh áo thế nhỉ. Vô Dinh anh, Rock anh, Ozi anh ạ. AOG, đọc AOG á. Thôi, đọc Rock cho nó đơn giản đi. Quay lại với cấu hình máy tính hiện tại anh đang dùng thì bây giờ thì em có thể mua một cái combo Ryzen 3600X với lại main B450 thì nó cũng rẻ rồi. Đâu đấy khoảng 8.1-8.2 một cái combo đấy. À không, đến 6 triệu mấy chứ. Con của anh đang dùng là Ryzen 3600. Cái giá lúc anh mua thì nó tương đương với con 3600X bây giờ. Việt Hoàng, gói internet của sếp bao nhiêu tháng vậy sếp? Ôi xui kìa. 1.1 triệu một tháng ạ. Tôi dùng đến cái gói này cho nên nó lag, tôi mới gọi điện tôi chửi nó thoải mái được. Nhưng mà cái gói này nó Phạm cũng không Qua, ngon hơn. Hàng đéo làm màn hình màu chuẩn anh ạ. À. Cái gì nhỉ? Cái chất lượng đường truyền khi các bạn bỏ nhiều tiền thế này nó cũng không ngon hơn cái gói 300.000 bao nhiêu cả. Nó chỉ có tác dụng là khi bạn đã dùng đến gói này rồi thì đéo bao giờ nó có thể nói được với các bạn là về cái vấn đề gì đấy. Anh xem lại modem nhà anh hay là anh xem lại này kia. Gọi điện lên chỉ chửi và chửi thôi. Anh không có xem cái gì hết, mày xuống đây mà xem. Nó vậy ạ. Hôm nay vừa mới nhận cái hóa đơn 4.2 triệu tiền điện. Đệt. Trận này là cái trận đội bão số kiểu gì cũng vào. Quả đấy mà ông Văn làm sao ông cũng đấm hụt bóng nữa. Lại ông. Trời. Quy. Thua. Thua đậm luôn. Việt Hoàng, người có tiền nó khác mặt cười. Phục vụ công việc thôi các bạn. Mình không làm stream nữa thì mình cũng đào gói mạng xuống thôi. Đấy là mấy hôm vừa rồi mạng nó lag như vậy mà tôi vẫn stream được ấy. Rất nhiều streamer khác họ không stream được. Nhưng mà mình vẫn like được bình thường. Chỉ có các bạn xem bị lag rồi. Các bạn xem lag là vì mạng của các bạn kém, chứ không phải là do cái bài like của mình bị kém nhé. Đấy, nó vậy. Hoàng Long, nhà em tiền điện cũng tăng choáng cả đầu, mặt nếu. Tốt. Ngày trước thì có một lần mình phát hiện ra được là nó ghi láo, tôi chửi vô một trận. Thực ra là gà rán có một cái đợt mà họ cũng chả gọi là dám khẳng định là gà rán có huy động cái gì đấy không để cho rất nhiều hot streamer chơi FIFA 4 đấy. Nhưng mà có một đợt đấy là rất nhiều những streamer có tiếng nhưng mà là ngoại đạo tiếng, thôi. Thích nghe anh nói chuyện mặt ngầu. Họ chuyển sang họ chơi FIFA 4 rất là nhiều. Lúc đấy thì view của FIFA 4 nó tăng đột ngột. Ngay cả những cái người khác cùng nền tảng trên YouTube như là Vodka Quang, I Love FIFA các thứ lúc đấy cũng được tăng video, tăng sub rất là nhiều. Ở trên Facebook thì bọn tôi không có sự thay đổi mấy.
Nhưng mà không sao, bởi vì là nếu mà có cái con số tổng nó lên rồi thì anh em đều vui cả. Tạ Ngọc Sinh, là đợt đầu game mới ra trả bao nhiêu người chơi? Có cái là sau cái đợt đấy thì mãi chứ cũng chả thấy người mới đâu cả. Mình thì không biết là kênh khác kênh nào. Tôi xem thì tôi xem tính tổng thì tôi thấy nó cũng không lên ở những kênh khác. Còn kênh của mình thì mình thấy cũng rất ít người mới. Nhưng là Tân Trần, nhìn anh đá em thèm rồi, đá lại xong thua rồi lại nghỉ, mặt cười. Thế thì mình mới bảo là ở thế thì cái sự hiệu quả nó có đến hay không. Chứ còn ai chẳng mong vậy. Game này nó nhiều người chơi hơn. Cộng đồng nó mà càng mạnh thì những cái người làm stream như bọn mình nó càng vui. Tân Nguyễn, từ phô 3 đến giờ lúc nào cũng xem anh chán, xem anh sóc xung ngay. Hiệu quả nó, công việc nó cũng tốt hơn. Trận trước đội bạn sút kiểu gì cũng vào, trận này mình sút kiểu gì cũng vào. Tôi mà sang đấy thì lại vui quá. Nhưng mà sợ anh em nó không thích mình. Vũ Duy Thắng, em cần mua thêm con nào không anh? Team đang còn thiếu nhiều. Hàng hậu vệ làm gì có con nào em? Hậu vệ không có con nào. Tiền đạo cắm thì nhiều nhưng mà chưa chất. Và chưa có phương án giảm lương. Anh nghĩ là cứ mua thêm khoảng 3-4 con dạng đa năng nữa. Vừa tông hen các thứ dạng đa năng. Team hiện tại nó có 16 con nhưng mà nó thừa ST. Thừa ST nhưng lại không có con xịn. Tân Nguyễn, anh đừng qua đó trao cướp luôn. Bên đó mình không phải là cái người mà tham gia là muốn thắng hay là phải thắng để thể hiện cái gì đâu các bạn. Ví dụ như trước đây cái hồi mà game nó mới ra, tôi cũng rủ Semesis với Độ Messi đá giao hữu đấy thôi. Quan trọng anh em thấy vui là được, cả hai bên thấy đều vui là được, chứ còn dăm ba cái chiến thắng ấy nó chả mang lại cái gì. Anh em mất vui thì nó lại phản tác dụng. Thì có khác gì là bây giờ mấy ông ấy rủ tôi sang đi bắn PUBG sau thì cứ đè tôi giết. Nó đâu có gì hay đâu, bởi vì họ thừa biết là tôi có biết bắn đâu. Họ ra họ đi săn tôi hay là cái gì nó cũng chả làm anh em vui hơn được. Lê Phát Lợi, thì chủ yếu tấu hài là chính xếp nhỉ. Thì quay lại cái việc là đá FIFA, bây giờ thì tôi lại đi rủ người ta sang đây để tôi đi lùa gà để làm cái gì đâu. Cho nên là mình đâu có phải là để đi thể hiện ở đấy. Thể hiện chả được cái tác dụng. Tạ Ngọc Duy, hồi đấy trà kèo 5 lít suốt. Bên team thì fan nó có Snake đá tốt mà. Snake nó đá cũng là thằng đấy là năng khiếu đấy, thằng cuối năng khiếu. Năng khiếu của nó gần như là nó chơi game gì cũng tốt. Đương nhiên là sẽ có game sở trường hơn và game sở đoản hơn, nhưng mà mình thấy nó đá game gì cũng được mà, chơi game gì cũng được. Việt Hoàng, múa vài đường quyền cho anh em xem xét. Nó cũng tùy con mới múa được à? Thôi rồi, đá giải streamer thì cũng đúng là chỉ đá anh mỗi trận đá được thôi. Nhưng vẫn mua hành của anh thôi. Đá có mỗi trận đá Minh Khôi là hai anh em đá cũng khá là căng. Thằng Khôi ghẻ trận đấy nó hiệp 1 nó đá không nghiêm túc. Hiệp 2 nó mới bắt đầu nó nghiêm túc hơn. Thì lúc đấy nó đéo gỡ được nữa. Thằng Khôi ghẻ. Sau trận đấy tôi còn ra tôi bảo lần sau Lê đá nghiêm túc vào. Snake Rank SS nghe nói cũng đá giải luôn đó anh. Ừ. Đợt cu Snake nó đá giải nó thua Tường Thành HND. Hình như đá đâu trận phòng máy thôi. Minh Huy, Snake là ông Snake hay stream quyền vương hả anh em? Có nhiều ông Snake lắm, có Snake Nidale thì là già rồi, béo béo già già rồi. Còn cu em Snake chơi với team Refund cơ. Cu đấy
Nãy giờ đang nói với chú đấy. Lê Hữu Luật, anh ghẻ Hiệp Châu quá anh. Khi đến lúc có tuổi rồi mình cũng thấy mình nhạt dần đi. Lê Hữu Luật, có lần em còn comment hỏi anh Bình nay stream LOL nữa hả? Mặt cười. Mình cũng thấy mình tức là cái mối quan tâm của mình đến những cái vấn đề linh tinh nó ít đi, thành ra là mình không có nhiều những cái nội dung mới cho các bạn. Giả sử như mình là một người quan tâm đến nhiều thứ xung quanh những cái vấn đề chuyện linh tinh chẳng hạn. Dây si dinh, hello bác, lại là tôi đây. Hôm nay tôi đã thua sấp mặt vì delay bác ạ. Mặt cười. Chào dây si nhá. Thì đấy, mình quan tâm đến nhiều thứ thì mình sẽ đọc nhiều thứ hơn. Để ý nhiều thì mình cũng có nhiều câu chuyện để chém gió với anh em hơn. Nhưng mà dạo này mình thấy mình ít quan tâm đến các vấn đề linh tinh nhở. Son nghiêm ngóc, không chém gió vẫn bon lắm anh ạ. À, không có nhu cầu đọc nhiều nữa. Ơi ơi, sao sút chán đấy. Sút để như cơm thiêu vậy. Lê Phát Lợi, sếp cảm nhận con Clivert này đã thế nào, anh sắp cho Ibra được không anh? Sắp thôi. Clivert này từ đầu game đến giờ nói rồi mà, nó công nhân. Mọi thứ kiểu linh tinh. À, bà chủ đao LOL nào nào. Bellybo Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay bellybostore.com.